Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn sinh viên đứng lên làm lễ chào cờ. Nhìn. Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Pilius học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2020. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Billiards Châu Á, trưởng bộ môn Billiards Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh Thuận, trưởng khoa quản lý thể dục thể thao trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trưởng ban tổ chức cuộc thi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên, đồng trưởng ban tổ chức cuộc thi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hồ Hải, Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng thành viên ban tổ chức cuộc thi. Và kính thưa quý vị, để có được buổi giải đấu thành công, chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, các nhà tài trợ đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho cuộc thi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Xuân Pháp, Giám đốc Công ty Thế giới Billiards. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Quyết Chiến, vô địch World Cup 2018, đại diện nhà tài trợ chính. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BCA. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty S Infinity. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Tường Khánh Duy, Tổng đại lý phân phối Bằng Phong tại Việt Nam, đại diện nhà tài trợ vàng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đức Anh Chiến, hạng nhì thế giới 2019. Và chúng tôi cũng xin được chào mừng quý thầy cô đại diện cho các trường đại học cao đẳng có vận động viên tham dự, cùng với 126 vận động viên đến từ 58 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên của 18 tỉnh và thành phố.
cùng đông đảo các bạn cổ động viên đến tham gia và cổ vũ trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn báo chí đã đến tham dự và đưa tin. Đặc biệt xin được cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kênh HTV Thể thao. Xin được cảm ơn báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh kênh Việt Nam 9 đã hỗ trợ bảo trợ thông tin cho giải đấu năm nay. Và một lần nữa xin được mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của tất cả chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc giải. Xin được trân trọng kính mời. Thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao,
và cống hiến cho khán giả những đường cơ hay, đặc biệt là trí tuệ và cái nghệ thuật của bộ môn ghi là đây là một môn thể thao quý tộc. Thay mặt ban tổ chức giải, xin tuyên bố giải ghi là học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2020 bắt đầu. Và một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, trọng tài, các cơ thủ và các cổ động viên, chúc giải thi đấu thành công tốt đẹp. Xin em trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo của giải đấu. Và kính thưa quý vị, để có được sự thành công của giải đấu, chúng tôi rất trân trọng và xin được chân thành cảm ơn những sự hỗ trợ và đồng hành từ phía các nhà tài trợ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trịnh Xuân Pháp, Giám đốc Công ty Thế giới Pilius, là nhà tài trợ chính của giải đấu, sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin chào tất cả các thầy và tất cả các bạn học sinh sinh viên ngày hôm nay. Năm 2008, tháng 10, lúc đó Pháp được mình phải đi lội bộ nè, đi xe lửa nè, đi qua bên Singapore mình tìm những cái nguồn, cái nhà cung cấp về cái phụ kiện PA. Rồi sau đó chúng ta vẫn phải đi qua những cái nước như là Hàn Quốc, rồi Mỹ, để mình làm sao để mình có được những cái chất lượng, để có những cái sản phẩm mà người ta đang đầu tư cho đất nước người ta để người ta thi được những cái bộ môn như vậy. Thì tới đây là sau khoảng mười mấy năm thì rất là vui, và chúng tôi thi được hân hạnh đồng hành cùng với lại trường đại học, cùng với lại các hội học sinh sinh viên của chúng ta để cho các bạn thấy rằng là với cái bộ môn này chúng ta vẫn có thể tạo được danh tiếng cho chính mình, chúng ta vẫn có được cái niềm vui và có cái sự thể hiện cái kỹ năng, cái tài nghệ của từng người. Và cũng giống như ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui khi mà có mặt ở đây và đại diện hình ảnh của Thế giới Pilia. Thì thứ nhất là chúng tôi có được anh Chiến, chúng ta đã thấy rằng anh Chiến là hiện thời đang là số 1 Việt Nam cũng như là hạng 7 thế giới về môn Pilia. Và ngoài cái việc mà anh đạt được những cái giải đó, các bạn thấy rằng hiện thời các anh cũng có là những cái người đại diện cho những cái thương hiệu nổi tiếng ở bên nước ngoài và đầu tư cho mình. Chẳng hạn như chúng ta có những cái bàn Pilia của Hollywood ngày hôm nay, hoặc là chúng ta có những cái cơ của các tập đoàn nước ngoài như Bill Clinton, như là Symbolic. Thì cái đó là gì? Ngoài cái việc chúng ta thi tốt, chúng ta còn được đầu tư, chúng ta còn được trải nghiệm thêm. Bởi vậy chúng tôi rất là mong các bạn, thứ nhất là mình hãy giữ cái đam mê của mình. Cái thứ hai là việc mình mơ, mình sẽ phát triển được cái kỹ năng, cái kỹ thuật của mình. Có sự hỗ trợ của các anh đây, có sự hỗ trợ của trường đại học, của các thầy cô giáo và các những người xung quanh cũng như các thương hiệu, thì chúng tôi mong rằng là sẽ được đồng hành, tức là Thế giới Pilia sẽ cùng đồng hành với các anh chị trong suốt từ thời điểm bây giờ cho đến những cái lúc mà các anh chị thành công. Một lần nữa chúc tất cả các bạn sẽ có một cái buổi thi đua hiệu quả và thành công rực rỡ. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của ông Trịnh Xuân Pháp, Giám đốc Công ty Thế giới Pilia, là nhà tài trợ chính của giải đấu. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, để cam kết tính trung thực và nghiêm túc của giải, đảm bảo tinh thần thể thao cao thượng, liên tục chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Quốc Thanh, đại diện cho tổ trọng tài, sẽ thực hiện nghi thức truyền thệ. Xin trân trọng kính mời anh. Xin được trân trọng cảm ơn nghi thức tuyên thệ đến từ anh Nguyễn Quốc Thanh, đại diện tổ trọng tài.
Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu vận động viên Đinh Xuân Lộc, sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho tập thể vận động viên tham gia giải sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ. Xin được trân trọng kính mời anh. Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức giải Vlog sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2020, tổ trọng tài và toàn thể các anh chị, các vận động viên, tôi tên Đinh Xuân Lập là vận động viên đến từ trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Xin đại diện cho các anh chị, các bạn vận động viên đơn vị tham dự giải Vlog sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2020, xin hứa chấp hành nghiêm các quy định và điều lệ thi đấu của ban tổ chức giải, chấp hành sự điều hành của trọng tài của ban tổ chức trong quá trình thi đấu trung thực hết mình với tinh thần đoàn kết và trong sáng. Xin chúc các anh chị và các vận động viên thi đấu đạt nhiều thành tích. Xin kính chúc sức khỏe các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các anh chị các bạn vận động viên, chúc giải đấu thành công và tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn phần chia sẻ đến từ vận động viên Đinh Xuân Lộc, sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho tập thể vận động viên đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Và chúng tôi xin được mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tổ trọng tài cũng như các động viên tham gia vào giải đấu lần này ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, và tiếp theo chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị bảo trợ thông tin, đơn vị hỗ trợ đồng hành sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành từ ban tổ chức giải. Và đây chính là nguồn động lực, một sự động viên rất lớn cho ban tổ chức cũng như các đội tuyển. Và chúng tôi mong rằng không chỉ là nhận được sự đồng hành của quý doanh nghiệp cùng với giải Peter học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020, mà chúng ta sẽ còn nhiều giải đấu hấp dẫn trong thời gian sắp tới nữa. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý đại biểu có tên sau đây, chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển lên khu vực sân khấu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Xuân Pháp, giám đốc công ty Thế giới Peter. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Quyết Chiến, vô địch World Cup 2018, đại diện nhà tài trợ chính. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lâm Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần PCA. Kế đến chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc công ty S Infinity. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Tường Khánh Duy, tổng đại lý phân phối vàng Viking tại Việt Nam, đại diện nhà tài trợ vàng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Đức Anh Chiến, hạng nhì thế giới 2019. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hà Việt, hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng trao hoa cảm ơn đến các đơn vị tài trợ và hỗ trợ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ bước lên sân khấu.